Vâng, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gỗ Tùng Tám. Hiện tại đang là 11 giờ trưa ngày 26 tháng 8 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị đây là một chiếc sập thờ bằng chất liệu gỗ mít, kích thước là 1m97 và chân là chân 18. Thì cái sập thờ này chúng tôi đã hoàn thiện xong cho bác khách hàng là bác Thoát tại Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ. Hôm trước là bác đã ra ký duyệt phần mọc rồi, nay chúng tôi hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho bác. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập thờ đây. Phần dạ trước của chiếc sập thờ này được chạm đầu hổ phù cũng như là tứ linh, long ly quy phượng, bốn linh vật tượng trưng cho trời đất. Chân là chân nghê, được chạm nghê trầu. Phần cổ này là được chạm rồng cho mọi người này. Tiết hoa văn thì đều là rất là ý nghĩa. Thì sản phẩm chúng tôi cam kết là 100% là chất liệu gỗ mít ta. Đây là chúng tôi đang đứng buổi trưa nên ánh sáng nó chiếu rọi và trực tiếp và nó phản lại ống kính nên là quý vị sẽ nhìn nó hơi bị lóe, do là cái bóng nó lóe. Quý vị khi tiến xem trực tiếp bên ngoài thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 86, website đồ gỗ tùng 8.com, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ngoài sản phẩm là chiếc sập thờ gỗ mít ra thì là trước bác mình đặt chúng tôi là một chiếc kệ tivi gỗ hương đá, thì chúng tôi đang hoàn thiện ở phía bên trong kia. Tôi sẽ quay ở một clip khác để giới thiệu cho quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video khác nhé. Mọi người hãy bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi ra. Ok.